Nếu mà các bạn download về thì các bạn sẽ thấy anh kèm bonus cái tool zip plugin ở cái giai đoạn đầu này, viết đó là cái Motion Engine Tools này. Okay. Thì các bạn không cần bận tâm gì, các bạn chỉ cần run cái file installer.exe này thì automatic lần sau các bạn mở ZBrush lên trong cái mục cái palette zip plugin thì nó sẽ có cái chắc phải đem cái này qua đây. Ok, qua đây. Ok. Trong cái palette zip plugin này nó nằm ở đây, zip plugin cầm lối nó qua đây thì nó sẽ nằm xuống dưới này. Motion Engine Tools thì hiện tại nó chỉ có hai nút thôi, tương lai nó sẽ có nhiều thêm. Thì hiện tại nó đang có PF là Polyframe Cycling và BG là Background Cycling. Thì thực ra là cái BG này thì nó sẽ mimic, nó nhái lại cái chức năng đổi cái màu background mà thành một vòng. Giống như ở trong Maya đó, thì bên Maya thì bạn nào xài thì mình nhấn Alternate B thì nó sẽ đổi. Thì ở đây thì mình có thể gán feedback cho cái nút BG này thì y chang như là bên Maya. Alternate B thì các bạn nhấn Alternate B thì nó sẽ đổi một loạt cái màu của cái background như thế này. Ok, thì có tương lai có thể sẽ có thêm những cái màu nhìn hấp dẫn hơn. Hiện tại thì anh chỉ đang muốn nhái nó y chang với lại Maya. Nhưng mình xài nhiều software thì mình muốn là nó giữa các software nó thống nhất với nhau càng nhiều càng tốt. Còn cái PF này thì mình sẽ giới thiệu trong clip tiếp theo.